Ngồi xuống đi con. Cháu nội tôi sao bác sĩ? Trước mắt thì tình trạng thai nhi rất là khỏe, không có vấn đề gì cả. Ôi, tốt quá. Dạ, vừa rồi bác sĩ nói gì ạ? Trước mắt có nghĩa là sao ạ? Qua thăm khám thì cho thấy thể trạng của chị đang bị suy nhược thần kinh. Không biết dạo gần đây chị có hay bị áp lực hay là phải suy nghĩ chuyện gì không? Không không không, tất cả mọi chuyện là tôi làm hết, từ A tới Z là tôi làm. Con dâu của tôi là chỉ có việc ngồi yên một chỗ ăn thôi, thậm chí tôi còn tẩm bổ cho con dâu tôi nữa đó. Không biết hiện giờ trong người chị như thế nào? Sao dạ con? Em thấy cũng bình thường ạ. Ở trước phòng có cung cấp các thông tin cần thiết giúp cho mẹ bầu vận động khỏe mạnh. Chị ra đó trước để nhận thông tin cần thiết nha. Cảm ơn bác sĩ. Bác ơi. Dạ. Cháu có việc riêng cần nói với bác. Dạ, được bác sĩ. Con ra trước đi. Mẹ nói chuyện với bác sĩ xong rồi mẹ ra liền ha. Đi đi con. Dạ. Chuyện gì vậy bác sĩ? Dạ, bác cho cháu hỏi. Ở nhà bác áp dụng phương pháp gì dưỡng thai cho con dâu bác già? Tôi cho con dâu tôi uống thuốc á, tôi sắc cho uống mỗi ngày. Thuốc này ông bà xưa uống tốt lắm bác sĩ ơi. Thể trạng và tinh thần của cô ấy hiện không tốt, có thể là bác sử dụng sai phương pháp rồi đó. Ủa sao lại sai? Hồi xưa tôi có thai thì tôi cũng uống giống vậy mà, đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Có thể tùy thể trạng mọi người mà hiệu quả khác nhau. Con dâu của bác hình như là ngại nói chuyện với bác, hay là sợ phật lòng bác chuyện gì đó mà không dám than phiền với bác. Cháu chân thành khuyên bác một câu, bác nên ngừng phương pháp này lại, nếu cứ tiếp tục có thể gây ảnh hưởng lớn tới đứa bé và mẹ của đứa bé. Ôi trời ơi. Bữa nay sao mẹ ngái dữ vậy? Mẹ nói ngủ với mẹ, mẹ cũng ngái dữ lắm. Mệt mẹ ngái, mệt mẹ cũng mớ nữa. Anh nhớ em quá. Hay là để anh xin mẹ cho anh về ngủ với em lại nha. Mẹ không có cho đâu. Dù sao thì mẹ cũng muốn tốt cho tụi mình thôi. Nhưng mà anh nhớ em quá. Bây giờ sao? Anh lo về phòng đi, không là mẹ biết là mẹ chửi á. Chị nằm đây chút xíu ngủ có sao đâu. Lỡ mẹ dậy rồi sao?
Mẹ đây. Mẹ nấu cái gì mà thơm quá vậy? Đây, chờ mẹ chút xíu. Có cho con liền đây. Gì vậy mẹ? Để con phụ cho. Thôi thôi thôi, thôi ngồi yên đó. Đi lên trên đó. Để mẹ đem lên cho. Đi, đi con. Đi lên đây. Dạ. Đây. Ôi thơm quá à. Ngồi giữa bàn đi. Mẹ có đồ ăn cho con đây. À, ăn đi con. Nè, cái món này con nhìn vậy con thấy thích ăn không? Hả? Trời ơi, cái món này là cái món mà con ghiền lắm luôn á. Vậy thì ăn đi con, ăn đi. Sao mẹ, nữa? Vậy cái nước kinh giới đâu? Mẹ đưa cho con uống trước đi. Rồi một hồi nữa con ăn cho nó ngon. Không cần, con không cần uống nước đó từ bây giờ. Cái đó mẹ thấy không có hợp với con. Để mẹ sẽ lấy một cái món khác cho con ăn bù vào. Nó cũng bổ y chang vậy luôn á. Ăn đi con, bây giờ ăn đi. Mẹ, hả? Mẹ nói thiệt hả? Mẹ nói thiệt. Từ nay không còn uống nước kinh giới đúng nữa. Đúng vậy. Ăn đi. Dạ. Đúng rồi. Ủa, con. Dạ. Con vẫn còn đeo cái đó hả? Mẹ có quà cho con đây nè. Đưa 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 cái tay cho mẹ coi, lẹ lên. Dạ. Trời đất ơi, từ nay về sau không có được đeo ba cái đồ kim loại này nghe chưa? Mẹ, cái này của anh. Quăng đi cái đồ quỷ này, không có đeo nữa. Đây chồng nè. Con tặng mà. Đây, đeo cái này vô, đó. Đeo cái này vô. Cái này là mẹ phải đi chính kiển chùa nghe. Mẹ xin thầy làm phép ở trong đây nè, nó quý lắm nghe con. Xích lại cho mẹ coi, mình phải quấn nó vô. Hai cái này nó quyện lại với nhau nè con ha. Ha, như vậy nó mới tốt nghe không con. Con đeo cái này vô ha, con sẽ thấy là con mạnh khỏe nè. Rồi mai mốt con của con đẻ ra nó cũng mạnh khỏe, thông minh, sáng dạ dữ lắm là nghe con. À, quý mẹ, lắm à. Má cá mà mình làm phép vậy thì con để lên đầu giường được không? Ê, bậy, không có được cởi ra. Cái này đã đeo vô là phải để dính chặt lại như vậy luôn ha. Con mà cởi ra là không có tốt nghe không? Dạ, con đeo chứ, từ ngày mà mẹ đưa cho con tới giờ con vẫn đeo mà. Nè, nếu mà con thấy khó chịu quá đó thì thôi cởi ra đi, không cần đeo nữa đâu ha. Dạ, không có đâu mẹ, con thích đeo nó mà. Từ cái ngày mà con đeo nó, con cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Cho nên con không có tháo ra đâu. Con ăn nha. Mẹ ăn chung với con không? Không, nhìn con ăn là mẹ vui rồi. Mẹ chồng của con nấu đồ ăn là số 1. Đó, ăn như vậy ngon quá trời quá đất. Ôi, dễ thương quá. Khúc này hấp dẫn à. Ghê quá chồng ơi. Dạ dạ. Mà hay thiệt chứ. Thôi em ăn đi. Nào mà miếng cuối hả? Ừ. Thôi anh ăn đi. Thôi em ăn đi, của em á. Thôi anh ăn đi. Em không ăn nữa. Em ăn nhiều quá tối em ngủ không được. Thôi khổng quá em ngủ. Trời, mới đây 9 giờ kém 5 rồi. Sắp tới giờ đi ngủ rồi hả? Sắp giờ chia tay chồng rồi hả? Cái gì? Thôi em ngủ ngon nha. Cái gì? Thôi mình ngủ chung với nhau không được hả? Mẹ không có cho mà. Mấy bữa nay rồi không thấy anh khổ cực thế nào sao? Sợ mẹ buồn. Chán ghê luôn. Thôi, lên ngủ ha. Tối nay nhớ nằm mơ thấy anh nghe chưa? Đêm nào cũng mơ thấy chồng luôn á. Đêm nay sẽ mặc áo vàng quần xanh. Đứng ngay góc đường ngay gần đây nè, đợi em nha. Anh sẽ cởi con ngựa màu trắng. Thôi lên ngủ đi. Bye, chồng anh ăn nha. Ủa, tụi con làm gì vậy? Dạ, tụi con chia tay nhau đi ngủ. Dạ. Nè. Rồi, lên ngủ em. Dạ, để con đi lên ngủ liền mẹ, để con lên ngủ liền. Tối nay hai đứa con ngủ chung với nhau đi ha. Ủa con, ủa sao mẹ giận gì nữa hả? Không muốn hả? Muốn, nhưng mà mẹ giận vô gì vậy? Mẹ thấy thằng Quân cứ rình rình vô phòng con à. Bây giờ mẹ có ngăn cản cũng vậy thôi.
tụi con lớn rồi. Thôi, làm sao làm, miễn là biết giữ gìn sức khỏe, kiêng cử cho em bé nghe không? Vậy là mẹ cho hai con ngủ chung lại hả? Thôi bây giờ tôi đi ngủ đây. Hai người làm gì làm. Cảm ơn mẹ nhiều. Chúc cảm mẹ ngủ mẹ. Đi đi lên ngủ, đi lên ngủ. Một đêm trước nhưng trong